Ok, xin chào anh em. Dynasty Warrior Overlord VNG giới thiệu là được tặng 50 vé quay free ngay trong đợt đầu. Và thực sự nó là tin chính xác em nhá. Mình online và làm nhiệm vụ thì xíu xíu thôi, đã có 5 vé quay X10 rồi. 5 vé quay là mỗi cái năm một vé quay này là quay một lần X10, có nghĩa là chúng ta có 5 vé quay 5 lần quay X10. Đấy, và ngày hôm nay thì test thử coi sao em nhá. Test thử xem nó thơm kèo đến như thế nào. Đấy, quay X10 xem như thế nào em nhé. Hiện tại ở đây thì mình đang có đến 4752 Kim Yên Bảo. Test luôn cho nóng nhỉ. Chiến hồn thì chúng ta cái này thì sẽ sử dụng bạc để quay anh em nhé. Và khi mà chúng ta đạt cái mốc quay ở đây thì nó sẽ cho anh em thêm quà nữa. Tự chọn mảnh đại quân sư. Cho mảnh thôi á. Ui. Anh em muốn tìm ngay một giả lập cực ngon, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay dưới phần mô tả của video này để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực kỳ nhẹ, cực kỳ mượt, cài đặt cực kỳ nhanh chóng và đơn giản. Click và tải ngay anh em nhé. Ok, và hãy cùng xem là cái phần vòng quay này thì nó cho anh em những tướng nào, những cái tướng rất là quen thuộc trong Tam Quốc, Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Ngụy Diên, vân vân, Mã Siêu, Trương Chu Cơ các thứ này. Tỷ lệ ở đây thì R là 10%, SR là 2,50%, tướng SSR là 1,50%. Khá là thấp này. Còn mảnh ở đây thì khá là cao. Mảnh R là 48%, SR là 25% và mảnh SR là 13%. Đấy, đây là cái phần tỷ lệ của vòng quay chiêu mộ tựa game này. Và với 5 vé quay này thì không biết là được bao nhiêu SR hay là chỉ cho SR thôi. Chúng ta hãy cùng tiến hành. Mình đang có mấy cái vé quay X1 nữa. Test thử xem là nó có ra cái gì hay không. Ok, một lần quay X10 này. Một lần quay X10 lần này thì mình test ở bên thị trường quốc tế thì cái tỷ lệ nó khá thấp. Ui, tím rồi này. Tím ngập tràn luôn này. 5 lần này mà toàn tím thì chắc là reroll thôi anh em. Reroll lại thôi. Một lần quay X1 này. Gọi là mùi mồi tí anh em nhé. Mồi tí cho nó thơm kèo. Quan binh, ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một lần X1, một lần quay X10 nữa. Và chúng ta sẽ có cái quần què gì đây. Đấy rồi, không có. Ui, vãi trưởng, không có tím luôn anh em. Không có tím luôn nha. Chịu rồi. Không có tím. Vãi trưởng thật. Một lần quay X1 mồi tiếp. Vậy là cái tỷ lệ vòng quay này nó cũng không phải là 100% sẽ có từ SR trở lên, mà nó sẽ có thêm cả S, cả R đấy em ạ. Tiếp tục một lần quay nữa này. Và chúng ta có cái quần què gì đây. Ôi trời ơi, không có tím luôn anh em ạ. Vãi. Toàn là quan binh thôi. Thua rồi. Không có, không có luôn anh em. Chết cháu. Cái kiểu này thì có mà chết cháu em ạ. Không biết là có cái event quần què gì không nhỉ. Có cái event gì trong cái phần quay này hay không. Không có phần phúc lợi này. Hoạt động của chúng ta thì có tiệc chiêu đãi. Đây là phần thể lực. Tử hoàng, ok, lấy tạm tử hoàng vậy. Chiêu mộ khu vực không có cái event à. Chết rồi. Đã đói rồi còn rách. Một phát này. Ui giời ơi, cam đây rồi. Đây là cam nha anh em. Rồi, ok, 1,50%. Lần thứ 3 là mình đã quay được một cam. Và cam này thì nhìn khá là quen thuộc. Ok, đó chính là tôn sách. Một cam tôn sách nha anh em. Chúng ta đã có được một cam tôn sách rồi. Tiệm bí bảo ở đây thì chúng ta có thể là sử dụng cái điểm để mà mua 50 điểm mới được vài mảnh thôi anh em ạ. 50 điểm mới được có 5 mảnh thôi. Càng đấy. Rồi, một phát quay X10 nữa này. Một phát nữa này. Chắc là tí mình dùng thêm một cái phát quay kim cương nữa, kim nguyên bảo nữa. Không có tím nha anh em. Thấy không? Không có tím luôn. Mở cái là đã thấy màu xanh rồi. Nhưng mà một lần quay mà được một cam là ổn rồi. Như bị. Như bị. Ok. 2002. Vậy là chúng ta mất 4.400 em ạ. 4.400. Vậy là được 2 lần quay nữa. Mình quay hết luôn. Không phải để làm cái gì hết. Quay rồi tiến tiếp. Ôi, không có tím nha anh em. Không có tím. Không có tím này. Vãi trưởng. Tỷ lệ căng của nó lắm anh em ạ. Chúng ta có tinh thái.
Ồ, có hai tôn thượng hương cả. Tôn thượng hương sao nó thành phẩm R thế này nhỉ? Ok, một phát quay X10 nữa này. Một phát quay X10 nữa nha. Nốt lần cuối. Cho SSR thì cho mà không, ôi tím thôi anh em. Chỉ có tím thôi nha. Cái này có tím thôi, không có cam rồi. Vậy là được vậy là 7 lần quay X10. Mình có được một cam, 2 SR. Một cam, một SR và 2 SR. Đây là R hay SR đây? R. Ok. Thôi, hơi đắt một tí nhưng mà chịu anh em nha. 100 lần chúng ta sẽ có được ôi, phải trưởng, sau này 100 lần mà nó lại cho có hai cái rương mảnh SR thế này. Chọn một mảnh tướng SR, ESR. Thì chịu rồi. Ai chơi cho nó lại. Thôi nói chung là nó cho được cái ba cái vé, năm cái vé quay free là ok rồi anh em, không cần nhiều. Chỉ cần thế thôi. Được một ESR là ổn rồi. Tạm thời là như vậy. Danh sách. Rồi bây giờ thì quay trở lại với cái dàn. Bây giờ thì mình sẽ phải vào đây tướng quyển thế đã. Kích kiếm mảnh đã anh em. Thần câu xích thố đến 40 điểm. Nó mới cho anh em được một thần câu xích thố. Cái này ngoài cái việc cho anh em mảnh thì nó còn cho anh em cả lực chiến nha. Tăng lực chiến cho anh em đấy. Làm quen này. Bào tam nương 30 kim cương. Tiếp theo là chúng ta sẽ có thêm tôn này. Cũng hai loại tôn nhưng mà đây là tôn thượng hương phẩm R, còn đây tôn sách phẩm ESR cơ anh em. Tạm tạm thế thôi. Không biết là với 50 vé cho free đấy thì anh em quay được bao nhiêu ESR, hãy comment phía dưới giúp mình với nhá. Đủ chưa? 24, ok, thiếu này. 100, ok, tạm thời là như vậy thì nâng cấp sau đi anh em. Chúng ta sẽ có thêm được đồng hành. Kích. Kích nội tại này, kích điểm. Bây giờ thì tướng đây. Và chúng ta có tôn sách đây rồi. Rất nhiều ESR. Nhưng mà với 7 lần quay X10 chỉ có một SSR thôi. Nó lại đau đớn đến tột cùng. Mặc nhanh nào. Chúng ta sẽ có tăng sao chưa nhỉ? Lưu Bị xem được bao nhiêu sao để tăng sao nào. Mảnh R của Lưu Bị là 25. Tôi thấy cái mảnh. Rồi, cái mảnh này thì chúng ta có thể là sử dụng này. Đây 196 mảnh rồi. Đó. Tướng của chúng ta. Và đây tôn sách. Tôn sách bây giờ thì anh em sẽ nâng cấp mắc lên thôi. Không phải nghĩ làm gì hết. Có SR là thơm rồi. À có ESR là thơm rồi. Chúng ta sẽ có đồng hành và mặc nhanh sao nào. Thế thì mình sẽ phải tháo ra. Mình sẽ tháo hết của những cái em vừa nãy ra đã. Quan binh 2 sao tinh thái bỏ ra sao nào. Tinh thái này cũng nhiều mảnh phết đấy anh em ạ. Nhưng mà cái chiến hồn của nó thì mình sẽ thử bỏ hết những cái chiến hồn xanh này nha. Tạm thời là bỏ hết và dồn vào cho cam đã. Dồn vào cho ESR đã. Còn lại thì tí nữa thừa hay là thiếu cái gì thì ép sau. Ô hay. Đây rồi. Lưu Bị đã mất rồi. Lưu Bị này. Gỡ cái chiến hồn nó đã. Hai cái chiến hồn xanh. Đấy. Sau đó thì dồn lại vào cho Lưu Bị vậy. Để xem chiến hồn của Lưu Bị sẽ được cái gì nào. Ok. Hai chiến hồn xanh. Đấy. Bây giờ thì ép kỹ năng thôi. Nói chung là con game này thì chơi dài hạn. Không phải là anh em quay X10 mà nó ra hàng đống đống tướng ESR đâu anh em. Cái này là chúng ta chơi lâu dài nha. Chơi lâu dài. Chứ mà nó cho anh em nhiều quá thì anh em lại nói, mà không cho thì cũng nói. Cái này không biết là đã build được binh khí nhỉ. Tí vào tiệm rèn thử build binh khí xem thế nào. Đấy, bây giờ ép lại vào cho Lưu Bị. À đâu, cho tím đã anh em. Chúng ta phải ép cho tím đã. Cái này phải up level ấy đã. Tím thì chúng ta sẽ tính tiếp. Chứ còn giờ mà ép vào cho xanh là hỏng. Kể ra xanh mà nó nhiều sao thì cũng nên suy nghĩ anh em nhé.
ép kỹ năng này, thêm cái nữa này, EX này, đánh thường 6 này, tấn công tụ lực 6 này, đánh bay à. Chúng ta sẽ có thêm được một bào tam lương anh em nhé. Bào tam lương cũng sẽ cho hết lên, nổi nẩu hết. Chiến hồn và chúng ta mặc nhanh. Rồi, kỹ năng tiếp tục mở ra. Đấy, nói chung là ở giai đoạn đầu này thì nâng cấp tướng là nó cũng rất là đơn giản rồi anh em. Chỉ cần ép level, sau đó thì ép chiến hồn. Và anh em có muốn cường hóa chiến hồn thì cường hóa, còn không thì... không thì thôi. Đấy, bây giờ thì cứ dồn nâng sao lên cho ESR đã anh em ạ. Cứ ESR mà dã đã. Không đủ à? À, nó cần mảnh. Nó cần mảnh của những cái em này cơ. Và chúng ta sẽ cần phải có 100 mảnh của ESR. À, của SR. Thì chúng ta mới có thể là tiếp tục tăng cái sao lên cho tôn sách được. Đấy, tạm thời là tôn sách 2 sao đã. Tử hoàng thì chúng ta sẽ thử xem nào. Chúng ta sẽ thử ép sao này xem nào. Đây rồi, cấp sao này. Cũng là cần R thôi anh em. Ép vào. Lên 2 sao. Và khi mà lên 3 sao thì chúng ta cũng sẽ chỉ cần R thôi. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải SSR nhưng mà 50 mảnh. Tạm thời là nâng lên cho Bảo Tam Nương 2 sao. Rồi, lên được 3 sao và cần thêm SR. À, cần thêm mảnh SR. Ok. Đấy, chúng ta đã có được giản tướng khá ổn áp với 3 sao này. Cố cho nên tôn sách lên 3 sao thế nào. Cái này tướng của chúng ta nó lại không có thu hồi tướng nhỉ. Nó lại không có thu hồi tướng em ạ. Kể ra mà có thu hồi tướng thì thơm. Hay là nó sẽ mở ở cái phần sau để chúng ta hãy cùng theo dõi sau vậy. Đấy, chiêu mộ. Chúng ta có phần chiêu mộ gì ở đây nhỉ, mà nó vẫn còn nấp nánh ở đây nhỉ. À, chiêu mộ quay phần thường. Đấy, bây giờ thì chúng ta hãy cùng võ tháp nào. Võ tháp này thì chúng ta sẽ phải xếp lại cái đội hình một xíu. Ok, thay hết đi. 1, 2, 3. Rồi, bây giờ sẽ thử chiến xem thế nào nhé. Có ER mới và có 2 SR hỗ trợ khá sao cao. Nên thử tấn công xem thế nào. Rồi, chiến luôn anh em. Cái này thì nó không có auto đâu. Lại đây. Mày đây. Lại đây. Chết chưa. Lại đây. Vương ạ. Tôn sách nó là bên ngô rồi. Nó là bên có cái khả năng đó là thiêu đốt. Nên mọi thứ ở trong cái tựa game này với tôn sách thì nó khá là hấp dẫn. Đấm nó. Ôi, đúng là SR có khác em ạ. Đánh nó sướng hẳn nhá. Cảm giác nó tự tin lắm anh em. Nó tự tin như kiểu là có một thế lực thần bí nào đó hỗ trợ ông ta vậy. Chúng ta sẽ có tôn quyền. Ôi trời ơi, phí cái chiều quá. Phí chiều lộ. Ô, hay. Lại đây nào. Choáng kìa. Choáng, ồ. Chết chưa, chết chưa, chết chưa. Chết chưa. Phải đấm được bộ điện sư rồi đã. Đấm này. Đây còn một thanh niên nữa cơ. Thanh niên đó đã mất rồi. Ơ. Nó bị lang mà mình tưởng là nó vẫn còn tướng mà nó không thể hiện ở đây anh em ạ. Đợt 13 này. Trương Niệu. Ui trời ơi. Phe địch có điểm yếu. Anh em ạ. Rồi. Nữ bố này không có giáp nên mình đấm nữ bố trước đi. Đấm này. Đấm đi. Cứ đấm những cái tướng nào mà nó mất giáp ấy, nó không có giáp em ạ. Phe địch bị tan vỡ rồi. Hai đệ của mình mà đấm chết được thanh niên kia kìa. Đây rồi, có lữ bố. Ôi, đây hai tướng đều có khiên anh em nhé. Đều có khiên cả. Phải đấm vỡ được cái khiên để nó cơ anh em. Thì chúng ta mới... đấy, đấm vỡ khiên chưa ạ? Ui chà.
Ui chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chết hay, đánh đau đây. Nhảy lên. Ơ. Đấm này, đấm này. Vỡ khiên chưa, vỡ khiên chưa. Vỡ rồi đấy. Hoàn Vũ đã đi, giờ còn Lữ Bố này nữa thôi. Nữ bố này để cho mấy đệ SR của mình đánh nó cũng hay này. Đấy, đau chưa? Ok, rồi. Chúng ta đã có được cái đợt 15. Ok, và đó là toàn bộ cái video về quay X10 với 5 vé quay X10 free này, game cho này. Kèm theo đó là mình quay thêm 2 lần bằng Kim Viên Bảo nữa. Đấy, thì ra được một ESR và 2 SR em nhá. Sau khi mà anh em xem video này thì có suy nghĩ gì vì tỷ lệ ESR trong cái tựa game Dynasty Warrior Overlord VNG, hãy comment phía dưới giúp mình nhá. Còn bây giờ thì chúc anh em may mắn quay được nhiều ESR và hẹn lại anh em vào những video sau. Bye bye.